Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhá. Đấy, các bác em lên các bác em họa mi dáng ngũ trường cao cầu các bác nhá. À, đang trong quá trình thay lông dở anh em ạ, bóng bộ rất là đẹp luôn. Con chim này dáng cực kỳ là ok anh em nhá. Chim thuần khoảng 85-90% rồi các bác. Đấy, rất là dễ chơi anh em ạ. Các bác có thể dáng thế, thấy dáng con này đứng rất là đẹp luôn nhá. Đuôi lá vả, dáng đứng cực kỳ là đẹp luôn anh em ơi. Đầu mặt đẹp chấm hết luôn anh em nhé. Em cho anh em xem đầu mặt của nó nhé coi nhé. Mỏ vàng anh em ơi. Mặt rất là đẹp rồi coi. Mà quay đi anh em ạ. Em à, tí em sẽ quay cho anh em xem, à, xem chân luôn anh em nhé. Một con chim có tuổi lồng đúng không này. Chân này. Chân khô anh em nhá. Đấy, chân khô nha anh em nhá. Đầu mặt rất là đẹp quá. Đây đầu mặt ở đây nha. Đấy lông măng nó mọc đầy anh em kìa. Mặt rất là dữ luôn anh em ơi. Nói chung là con này dáng rất là đẹp anh em ạ. Con này nó thật sự với anh em dáng rất là đẹp đấy các bác nhá. Xong lông cực kỳ là đẹp luôn anh em ạ. Nó đang thấy lông rồi các bác ơi. Chim này mà thấy lông xong thì chấm hết luôn đấy ạ.
Mày nuôi không bằng nó rồi. Nó nuôi căng như thế này cơ mà. Hiếu, mang điếu đây. Hả? Bố mày đâu hả? Bố mày đâu? Về phát là chửi được ngay, phải rồi. Về phát là chửi được ngay. Lòng ngon đấy. Lòng đâu ấy. Vớ vẩn là dính được lợn ốp. Anh em nào bù kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé. Em xin phép và dừng video đây. Xin chào tất cả anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau nhé. Bye bye tất cả mọi người nhé.